và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Thưa sư, Đức Phật là một bậc chánh đẳng giác, người đã diệt được mọi tham sân si, vậy người có còn cảm xúc buồn cười hoặc gọi là mắc cười không ạ? Ví dụ khi mình xem kịch hài và thấy buồn cười vì câu chuyện dí dỏm, câu chuyện nhí nhố người diễn hài kể, một bậc chánh đẳng giác có còn cảm xúc tầm thường đó không? Chắc có lẽ nhiều người nói sao sư còn để cái câu hỏi này nó nhảm nhí quá. Nhưng mà thôi thì cũng vì cái lòng đại bi thì sư cũng trả lời ngắn gọn ha, để cho quý vị cũng nắm thêm được một tí kiến thức. Đó là một vị thánh không nói đến Đức Thế Tôn, mà ngay cả một vị thánh thì đối trong cặp mắt của vị thánh á, cái chuyện mà cười mà hở răng á, là chuyện con nít. Các ngài nếu như mà có cái gì mà các ngài hoan hỷ á, thì các ngài chỉ mỉm cười thôi, chứ các ngài thậm chí là không có cười hở răng. Thì nói làm chi đến ba cái chuyện gọi là ba cái chuyện mà tấu hề ở thế gian. Đối với các ngài, các ngài nhìn chúng sanh chỉ bằng một cái lòng từ vô lượng và lòng bi vô lượng. Lòng từ vô lượng là thấy như thế nào? Là thấy chúng sanh như con của mình. Những trường hợp trong thế gian, tất cả những chúng sanh trong thế gian như con ruột của mình. Các ngài nhìn bằng lòng từ vô lượng. Và các ngài nhìn bằng lòng bi vô lượng là như thế nào? Thấy chúng nó đó diễn hài hết kiếp này qua kiếp khác, cứ tạo các nghiệp rồi đi đầu thai các cõi, rồi từ đó diễn hết vở kịch này tới vở kịch khác, diễn hoài không biết mệt. Các ngài nhìn riết các ngài nhàm chán, chán lắm. Thành ra đó, nói là đối với các bậc thánh không có cái gì có thể làm các ngài ngạc nhiên được hết trơn, bởi vì các ngài thấy nhiều quá, thấy riết nó nhàm. Bản thân đời sống là một cái vở tuồng, các ngài thấy nhiều, cho nên đối với các ngài nó không có cái gì đáng để mà các ngài mắc cười chứ. Các ngài chỉ nhìn bằng lòng bi mẫn và lòng từ vô lượng, đơn giản thế thôi. Bởi vì các ngài không còn cái điều kiện cho cái tâm lý đó sinh khởi nữa. Thế thôi. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.